Thưa quý vị, trong tuần vừa qua có một tờ báo của Hoa Kỳ đã đăng một bài viết của tiến sĩ Anders Core, tức là tờ báo National Interest, và công bố bài viết của tiến sĩ Anders Core là một chuyên gia về Biển Đông. Ông từng là hoạt động trong ngành quân báo của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ và đã viết một bài và nói rõ quan điểm mới của Hoa Kỳ, đó là chúng ta biết rằng Việt Nam cần liên minh với Mỹ để gìn giữ Biển Đông chống Trung Quốc. Thưa quý vị, bài viết này được đăng tuần trước và chúng tôi đã tái đăng trên bản tin pháp luật usa.blogspot.com để cho quý vị khán thính giả khắp nơi có thể tìm hiểu thêm về vấn đề liên minh quân sự với Hoa Kỳ. Chúng ta đồng ý hay không đồng ý thì chúng tôi cũng đã trình bày vấn đề này rất rõ ràng với những bài nói chuyện về vấn đề liên minh quân sự với Hoa Kỳ hay không. Thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách 3-0 trong thời điểm hiện nay. Và chúng ta cũng biết là dĩ bất biến, ứng vạn biến, thưa quý vị. Tức là nguyên tắc thì không thay đổi nhưng mà sẽ tùy cơ ứng biến. Đó là một trong những chính sách lớn, thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng trong tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper của Hoa Kỳ sẽ tới thăm Việt Nam, thưa quý vị. Đó là lý do trong những tuần vừa qua đã có những dư luận đồn đoán và lên tiếng về việc liên minh quân sự với Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và đây là một trong những bài viết mà chúng tôi đăng lại trên bản tin pháp luật usa.blogspot.com để cho tất cả các khán thính giả có thể tham khảo về vấn đề này. Về vấn đề liên minh quân sự thì chúng tôi đã nói rất nhiều lần, thưa quý vị. Chẳng hạn như là những cái vấn đề mà tàu sân bay USS Carl Vinson ghé Việt Nam, rồi những vấn đề bố trí tên lửa tầm trung của Hoa Kỳ trên lãnh thổ Việt Nam có được hay không, hoặc là có thiết lập căn cứ của Hoa Kỳ trên lãnh thổ Việt Nam hay không, hay là những bài nói chuyện về liên minh quân sự Hoa Kỳ và Việt Nam, thì chúng tôi cũng đã phân tích rất rõ ràng cho quý vị khán thính giả khắp nơi là trong thời điểm hiện nay thì chính sách 3-0 vẫn là một chính sách tốt nhất, thưa quý vị. Và chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.